Oh, yeah, And to my Jennifer. honeymoon. I don't. Nhớ gia đình không, Jennifer? Mới đi thì Jennifer, dạy em mình nói tiếng Anh được không? thí dụ nha, Ok. mỗi buổi sáng á, cứ ngủ dậy cứ gặp người ta, cứ sẽ nói chữ gì đầu tiên cứ biết không? Morning. Good morning. À là phải nhắn nhá gì hả, Jennifer? Good morning. Ở bên nước ngoài thì ta vậy đó, thí dụ mặc ke đi ra khỏi phòng á, đi ra khỏi phòng thì good morning. Morning. Ok. Buổi buổi trưa. Buổi trưa good evening. Good evening. Ok, good evening, evening. Rồi buổi tối là good afternoon. Good afternoon. Good morning, good evening, good afternoon. Rồi xong cái cưng đi ra đường lỡ cưng va chạm với ai á, À, va cưng chạm. thì trước miệng cưng lúc nào cũng phải sorry. À, sorry. Còn cưng nhờ ai cái gì cưng phải please. Bà Ly là Dạ. làm ơn mà. Làm ơn, đúng rồi. I want water, cắt nước mà cho tôi miếng nước, À, water. Please. bà Please. Ly. Dạ. Ở đó là cái lịch sử của nước ngoài đó. À, ví dụ làm nail xong mà muốn người ta bo thì sao? Không cưng cưng đừng hỏi tao bo tao quýnh. Đừng cái đó người ta muốn bo người À, ta vậy hả? bo. Thí dụ như người ta vừa mới vô tiệm nail À, vậy, tiệm nail sao? cưng cưng cười xong cưng say hello. Hello. Rồi hỏi hỏi người ta làm nail làm sao, hỏi là What you like? what you What you like, hình như là chị nhớ vậy nha, tại lâu quá chị cũng như chị bỏ nghề nail rồi. Chị what you like là mày muốn làm gì đó. what you like. Yeah, manicure and pedicure. Cái gì có BD nữa, có BD kêu. Bên đây là mày. Cái gì có BD? Manicure and pedicure là làm tay hay làm chân? À, cái chân là BD, BD Pedicure luôn rồi. Nè, nè, manicure nè, kêu. manicure nè. Manicure. Là móng tay nè. Pedicure nè. Và cái chân. Còn cái này là móng bột là liquid. Liquid. Liquid là móng bột. Hay quá. Rồi thí dụ cưng muốn sơn đó, họ cứ hỏi nó sơn gì thì color À, là màu đó hả? màu color. You want Dạ. color. Hay quá. Ví dụ như nó mới vô thì cứ ngồi, cái nó nói thì cứ hỏi nó xong thì cứ mời nó ngồi. À, mình ngồi. Thắt cà xích. Kêu sit down đi. Sit down là ngồi, còn thôi thôi thì Thì mày nó đúng. Mày thắt bắt bẻ đã tiếng Anh, không có rành mà bắt ok, bẻ. thắt ở xích. Với mày thắt cà sếp. Thắt ở xích. Thì mà ngồi vô thì cứ mở nước À, cho nước ta ngâm chân, ngâm chừng có trò chuyện với người ta trò không? chuyện chứ, trò chuyện chứ. Ví dụ thì bình thường chị thì chị biết nói vài từ ấy, hiểu không? Chị nói how are you, mình hỏi nó khỏe không, cái nó nói em good, Làm gửi nó khỏe. nó khỏe. Rồi xong rồi Ví dụ nó hỏi là mày khỏe không, tao nói I'm tired, tao mệt. em tired. Em tired là Tao mệt, tao tao mệt. mệt, tao mệt. Rồi xong mày hỏi Nó hỏi thì sao mệt, thì nó tại vì tao móc cái chân của mày nó thúi quá tao mệt. muốn nói vậy nó không có cho từng bỏ. À, nó không cho là khen hả? Cưng phải nở nụ cười. Cứ nở nghĩa là cái mặt cưng lúc nào cũng tươi, hiểu không? Mẹ, cho dù cưng móc khóe thúi mà Thơm sao, thơm sao? smile. Smile hả? Smile là cười. Cười má ơi. Mèo. Mèo hả? Mèo là thơm. Thơm, ví dụ như đang móc móc khóe đúng không? Mày cứ móc cứ qua đi. Móc khóe đang, ví dụ đâu khóe gì quá nè. Mèo, mèo vui. Là nó móc bo đúng không? Rồi À, cứ vui cho vẻ dù đúng không? thúi hay là nặng hay là gì cũng phải cười. Cười đúng không? Chọc, tại vì mình đi xa quê mà. Xa quê mình làm kiếm tiền mà lắm. Đúng. Rồi ví dụ Chết đi như cà. chết chứ khà. Ủa còn nhắc tên tiếng Anh. Rồi ví dụ như nó ngồi xuống nó trò chuyện với cưng thì cứ hỏi how many children. How many children? Bạn bao nhiêu tuổi rồi? Ngu. Cái Mày làm gì mẹ. How gì? many children là mày mấy đứa con. À, How many
Children là con. How many children? Ok. Ok là mấy đứa con. Mới vô hỏi con bị sổ sàng quá không? Mình nói cho vui mà Lâm, tại vì mình cũng đâu biết gì đâu nói. Mình hỏi mình biết gì mình nói. How many children là hoặc là cứ hỏi nó là Are you married? Are you married? Mày đám cưới chưa? Rồi xong rồi mình hỏi how many children là mày mấy đứa con? Family hỏi gia đình nó bao nhiêu người á? Rồi thí dụ như là hỏi gia đình là family á, mình nói gọn lên nha, đừng nói theo đúng family để chị quên mẹ nó rồi. Family and mẹ, mom, daddy, children and brother. Đó là sister, nói vậy là nó hiểu là trong gia đình có bao nhiêu người à. Rồi mình vừa móc mà vừa hỏi vậy là một cái bàn chân là 4 tiếng không? nói chứ mình cũng làm. Ở bên đây làm nail không phải như Việt Nam mà làm lâu mà căm cụ hay nấu lẹ lắm. Em chỉ cần liên sạch thôi. Em không phải là em phải cắt da kỹ như bên này. Ở bên đó là em chỉ cần liên sạch mà em cắt da lỡ phạm nó là... Ví dụ cắt mà nó xịt máu thì mình... Ai em sorry nhưng mà nhiều người nó khó chịu, nó không có thích đâu. Dạ, ví dụ nó tán em thì lúc đó mình sao chị Jennifer, em vừa cắt cho nó chảy máu nó tán em. Ai em sorry hả? Ai em sorry. Ủa nó tán mình rồi mà còn ai em sorry nữa hả? Phải sorry hoài cho nó cho nó thương mình. Tùy nha, chỗ gặp mấy người tay khó chịu á là mình phải nè, nó có giấy đi khám, lỡ nó có gì là mình đền nó đó. Trời ơi, thấy mà chưa? Không phải mình đền đâu, chủ đền. Trời rồi ơi. Chủ đuổi em. Rồi bi kịch quá Giang. Bi kịch mà nhiều khi qua đây thấy cực khổ hả chị ha. Thôi chịu khó làm thì phải làm chứ em. Ở đây ai cũng làm, nước ngoài ai cũng làm hết á. Bây giờ người ta ví dụ có giàu đi, người ta cũng phải đi làm. Chứ ở nhà nhiều khi người ta buồn á Lâm. Ta nhìn bốn bức tường ngoài buồn, đi ra đi vô. Còn không người ta đi sức bên ngoài cũng vậy. Người ta phải đi làm cho vui. Đúng rồi, cho vui. Rồi ví dụ như bây giờ không làm nail thì ở đây thì có nghề nào thích hợp với những người như em thôi. Người như em là không biết tiếng nè, rồi không có cái gì hết thì làm cái gì được chị Jennifer? Jessica giống như mình thì mới qua thì ví dụ như mình đi lại nhà người ta, ví dụ mình làm vệ sinh nhà cũng được. Ở đợt hả? Ở đợt. Hoặc là cưng đi làm, hồi đó thì chị mới qua Úc á, chị đi làm ruộng. Trời ơi, thấy thương vậy. Nghĩa là chị đi hái dâu á, mà giống như bên mình thì gọi là đi làm, hiểu không? Mà hái dâu đâu phải là sướng đâu mà. Mình ngồi trên chiếc xe nè, rồi dâu nó ra vậy nè, cái mình đẩy vậy nè. À mình đẩy đó. Vậy nè Lâm. Nè. Jessica nha, em Jessica nha. Jessica. Ok. Nè, chị ngồi chiếc xe nha. Ok. Dâu nè ha. Ừ. Khổ vậy đó hả? Chị đi đái chị. Thôi bye bye mọi người nha. Đó, hai chị em tâm sự xa quê. Bye bye mọi người. Jessica bye bye mọi người. Tạm biệt.